6 giá trị vàng giúp series Reply và Hospital Playlist chiếm bao tình cảm khán giả. Đầu tiên không phải tiền đâu mà chính là tình cảm gia đình. Không chỉ thành công với Hospital Playlist chuyện đời bác sĩ, biên kịch Lee Hu Jung còn nổi tiếng với series Reply 1997, Lời Hồi Đáp 1997, Reply 1994, Lời Hồi Đáp 1994, và đặc biệt là Reply 1988, Lời Hồi Đáp 1988. Điều đặc biệt giúp những tác phẩm của nữ biên kịch họ Lee để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả không phải từ những câu chuyện gay cấn, dàn diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng mà đến từ tài năng của cô trong việc khơi gợi xúc cảm từ trái tim khán giả. Hãy cùng điểm qua những yếu tố giúp Lee Hu Jung tạo nên một kịch bản hoàn hảo nhé. 1. Sự hài hước đến từ những câu chuyện đời thường đầy gần gũi. Khai thác những câu chuyện bình dị của cuộc sống, các phân cảnh hài hước của Lee Hu Jung cũng không hề gượng gạo, làm lố như nhiều bộ phim khác mà rất duyên dáng, gần gũi. Đó là những lời đùa giỡn phũ phàng của bạn bè, là cách mỗi thành viên trong gia đình chọc ghẹo nhau, là khoảnh khắc chật nhịp trong giao tiếp giữa con người với con người. Tất cả phân cảnh đó đều dễ dàng được bắt gặp trong sinh hoạt hàng ngày của người. Cũng vì vậy mà sự hài hước trong phim của Lee Hu Jung được khán giả đồng cảm và yêu mến hơn cả. 2. Những mối quan hệ thương nhau lắm, cắn nhau đau. Các nhân vật trong phim của Lee Hu Jung đều dành cho nhau tình cảm yêu thương vô cùng sâu sắc, thế nhưng họ lại không thể hiện nó một cách rõ ràng, ngọt ngào đầy xến rễ như đa phần các mối quan hệ thường thấy khác trong phim Hàn Quốc. Xem phim, khán giả thường xuyên phải bật cười trước những màn chí chóe giữa bạn bè, chị em hay thậm chí là cha mẹ với con cái. Nhưng ẩn trong những lời mắng mỏ đó, ta thấy được sự quan tâm, lo lắng tha thiết. Vì lo cho bữa cơm gia đình thiếu vắng món thịt nên ông bố của Đắc Sun, Hyeri, mới hay phàn nàn, vì lo cho em gái nên ta mới có màn lapdis, giữa Ích Jun do dung xúc với em gái. Thông qua cách khai thác này, tình cảm yêu thương giữa các nhân vật sẽ không quá lâm ly, bí đát nhưng vẫn khơi dậy được sự đồng cảm của khán giả. 3. Những tình bạn tuyệt nhất trên đời. Những tình bạn trong phim của Lee Hu Jung vô cùng đặc biệt. Họ có thể phũ phàng, đùa giỡn hoặc thậm chí là chọc giận đối phương mà không chút nể nang, không cần giữ gìn hình tượng. Thế nhưng đó lại là cách mà các thành viên trong nhóm thể hiện sự quan tâm, yêu thương dành cho nhau. Bởi vì ẩn sau những trò đùa trời đánh đó, họ vẫn luôn kề vai sát cảnh đi qua mọi buồn vui trong cuộc sống, san sẻ, giúp đỡ đối phương và thậm chí là giấu đi tình cảm của bản thân để bạn bè có thể hạnh phúc. Tình bạn trong series Reply hay Hospital Playlist vừa mang theo nét gần gũi, tươi sáng của tuổi thiếu niên, vừa đầy hy sinh, suy tư của con người trưởng thành. 4. Quá trình hình thành nên tình yêu vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay. Khi xem phim của Lee Hu Jung, ta thấy được cả một hành trình để tình yêu đơm hoa, kết trái. Nó bắt đầu từ khi những dung cảm mong manh, nhẹ nhàng thoáng qua trong suy nghĩ, đến giai đoạn mỗi nhân vật từng bước giành lấy sự chú ý của cô gái, chàng trai mình thích, và cuối cùng là lúc nhân vật lựa chọn sẽ bộc lộ tình cảm hay nhẹ nhàng giấu đi. Chuyện tình yêu trong series Reply hay Hospital Playlist đều được thể hiện một cách tỉ mỉ, bằng những khoảnh khắc đắt giá ghi dấu ấn trong mối quan hệ giữa các nhân vật. Nó vừa đủ ngọt ngào nhưng cũng rất thực tế, khiến người xem như thấy chính chuyện tình của bản thân như được tái hiện trên màn ảnh nhỏ. 5. Những lời nói mà ta luôn khao khát được nghe. Trong mỗi bộ phim của Lee Hu Jung, có vô số ý niệm được gửi gắm qua lời thoại của các nhân vật. Đó là câu chuyện về tình thân gia đình, tình bạn vĩnh cửu, là cách con người ta yêu và được yêu. Nhưng hơn cả, biên kịch của bộ phim còn lồng ghép rất nhiều lời động viên, an ủi, không chỉ dành cho mỗi nhân vật mà còn dành cho chính khán giả. Để khi kết thúc một tập phim, ta đều thấy vết thương trong lòng của bản thân phần nào đã được chữa lành. 6. Tình thân gia đình, tình cảm thiêng liêng chưa bao giờ là cũ. Tình thân gia đình luôn là thứ tình cảm khiến con người ta vừa hạnh phúc vừa xót xa mỗi khi nghĩ về. Và biên kịch Lee Hu Jung đã đánh mạnh vào điều đó trong những tác phẩm của mình. Trong mỗi tập phim, chúng ta nhìn thấy cách các thành viên trong gia đình lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho nhau, cách cha mẹ vì con cái mà hy sinh, nín nhịn đau đớn, cách những người còn vì yêu thương cha mẹ mà chấp nhận thua thiệt bề bạn, chịu đựng uất ức. Ở series Reply và Hospital Playlist, người xem không chỉ nhớ về chính gia đình của mình, mà còn nhận ra nhiều điều mà bản thân vô tình bỏ lỡ trong quá trình trưởng thành. Điều đó khiến các tác phẩm của Lee Hu Jung càng thêm ý nghĩa. Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Reply 1988, Reply 1994, Reply 1997, Hospital Playlist. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.